Thiện với chú Út đang chạy vô nhà chú Danh Mạnh thì hôm nay mua cho chú cái bộ giạc để ngủ. Thì hôm nay chạy vợ máy vô chẩn. Có cái chiếu không? Có chiếc chiếu không? Chiếc chiếu á. Không có để chiếu vô rồi. Nó không có lấy hả? Đội gác vô là ở đây hả? Ừ. Vậy là nó không lấy chiếc chiếu vô rồi hả? Không rồi. Hôm nay em qua gửi tặng chú cái bộ giạc. Cảm ơn. Dạ. Mới sớm. Sớm thì tại anh không có biết gì. Coi. Hôm nay chưa.
Qua đây được không? Quá được. Đó. Có đóng đóng ngủ tạm tạm á rồi. Ừ. Có tiền đâu. Không có tiền mua đóng cây ngủ đỡ ha. Ừ. Vậy là có cái này là có con rồi đó. Chỉ còn vậy đi. Bé Hành uống tới lo tờ quay nữa nè. Đuôi không. Ôi vô nhà mà anh có bỏ ba đây. Vậy cái này để ăn trước ngồi đi rồi này đem vô buồng ha. Không, cái này để ngoài đi. Yeah. Cho đẹp một chút ha. Cho đẹp một chút à. Nhà mới cho nó đẹp thì nó chung. Dạ. Yeah. Còn cá nữa kìa chút. Ủa anh kia lấy ra này. Nhờ Hiện, nhờ Hiện của Hiện á, Hiện gửi về đây tôi cũng cảm ơn mừng á. Dạ. Yeah. Cái chân anh đi trên cái nền đất phèn vậy rồi anh dở lên coi coi, nó có bị gì không? Cứng ngắt hả? Ừ. Chai hết luôn. Không, ý mình nói đi gạch có một lần bằng cái mặt cột được rồi. Biết rồi. Nhà này bề ngang mấy mét? Bề ngang là 4 mét. Từ 6 lần. 4 mét 6 là dài từ ngoài vào trong nhiêu? 9 mét chứ. 11. 11 lần đó. 11 mét. Ừ. 11 về hạng 3 nha. Ở đây nếu mình mua vật liệu là mình mua ở đâu? Của anh Hiền á. Cái bộ vật này là của cô Ba ở bên Mỹ á, gửi tặng anh 2.650.000. Biết gáp ở đâu giờ? Biết gáp không? Chưa rồi này chưa biết, tôi biết gáp không? Gáp cái này gáp gáp đi. Lập ra đây gáp luôn. Nhà này ai cũng đi chân không không hả? Không muốn cả nói chuyện không phải có muốn tiền mua dép nữa. Nhà Hiển thôi là ngon nữa. Không có không, nếu mà giờ này không ấy thì giờ này chưa cất nhà nữa nè. Như vậy không đó. Còn không có tiền mua lá rồi làm cái xu nữa kìa. Ở nhà này mấy anh em biết chắc biết làm thợ mà phải không? Cuốn nền nó chán chắc biết mà. Không dám mướn này tôi kéo ca đất này nè, dưới ổng yeah. Muốn chết luôn. Yeah. Kéo tới sưng hai cái này đi không nổi luôn á. Rồi giờ mướn đâu có tiền đâu, cứ gán gán hoài. Không, để anh cái này, để gì nè. Không, quay lại. Vậy á. Anh mượn nó hơn tư thảo hết anh. Ở ngoài này lợp rồi hả chú? Không có tiền mua lá dựng này luôn hả? Ngoài cảnh khó khăn thôi. Ở đây mình kêu kinh gì anh chú? Đây kinh gì cho kinh gì? Kinh bông quân dầm bông quân á. Dầm bông quân. Ngõ hả đâu? Ngõ bông quân. Mà mua cái gái cái mạnh này. Mạnh. Rồi ấy vô để vô. Này ngõ quân. Này lắp gáp mà.
hỏi quên nữa trời. Khỏi có cái chứng nhất chứng để chứng tập đây tốt. Mà nó cay cái giảng này lên. Tốt luôn. Cho nó nằm cái dưới cái gì á. Rồi rồi rồi. Được chưa? Chưa ăn không? Thôi vậy em mừng rồi ha. Hôm nay có cái bộ giặt ngủ rồi. Dạ. Bữa đám này hay về sớm quá. Đây, hôm nay Thiện ghé thăm nhà chủ Danh Mạnh thì hoàn cảnh ở đây á thì đất phèn, đất mặn, đất chua mà nhà cửa thì cô chú đi dò chân không mà cũng rất cần tráng lại cái nền để cho sạch sẽ. Để cái nền mà nó bị muối mặn như vậy á, thì đi dễ bị bệnh phong thấp với lại cái chân nó bị nhức. Thì Thiện mới quyết định dùng số tiền của cô bác gửi tặng đó tráng lại cái nền nhà cho chú với cô. Tráng luôn cái nền nhà sau luôn. Hôm nay cái ngôi nhà của cô chú cũng được cất lại xong rồi. Thì tụi con lại đây cũng có mua cái giạc cho gia đình. Cái này của cô ba ở bên Mỹ gửi tặng 200 đô thì mới lấy 2.650.000 đó mua cái bộ giạc ha. Ừ, còn lại 2.000.000 với anh Vinh hôm trước gửi 250 đô đó. Thì ở đây con cũng có tặng một số cô bác nghèo đó thì còn lại 1.900.000 với anh Viên Ngữ tặng thêm 100 đô. Anh Triệu Thanh Lam thì hôm trước có gửi 500 đô đó thì con mới lấy số tiền là 200 đô để giúp đỡ gia đình tráng lại cái nền nhà, nhà trước, nhà sau luôn cho sạch sẽ. Thì tổng cộng cái số tiền hôm nay gửi tới cô chú để làm lại cái nền nhà là 10.800.000 ha. Để làm lại cái nền, chứ cái nền mà nó bị phèn, bị chua mà đi chân đất kiểu này á, trước sau cũng bị bệnh nè. Cái ngủ ban đêm có đau nhức chân không? Vì nghèo quá không có tiền mua dép luôn hả? Bây giờ gửi cái số tiền này cho cô chú ha, rồi mình mướn người ta làm ha, rồi mua vật tư. Cái đó là mướn người ta mần ha, tiền dạ. Lại mua vật tư luôn. Dạ, mướn người ta mần rồi mua vật tư luôn. Dạ, đây gửi cho cô ha. Cô dạ, 10.800.000. Rồi gia đình ở đây có muốn làm ăn cái gì có tiền không? Có ước mơ gì thêm không? Ước mơ xin được cái máy mà chạy cho ổng, chứ ổng mua chạy xe ổng đa. Tiền xin có cái máy à. Mình làm ba cái cơ sở mình bắt ốc về mình chăn lưới đâu kiếm cá. À, cũng như cái máy với cái giỏ để làm phương tiện đi mưu sinh ha, làm ăn ha. Chứ giờ xe đạp cũng chạy không được, mà xe Honda cũng đâu, không có luôn phải không? Không có biết chạy luôn. Đôi dép còn không có mang nữa, có cái đâu mà. Cái giỏ đó là đi bắt ốc, hái gạo là để coi. Dạ. Dân lưới đồ. Dân lưới đồ này kia. Dạ. Thì hôm nay trước mắt thì giúp đỡ cô chú có cái nền nhà trước ha, rồi hy vọng cô bác mà có lòng hảo tâm nó giúp đỡ cô chú. Để có được cái vỏ máy với cái máy để làm phương tiện mình đi kiếm sống, lo cho gia đình. Vì bây giờ trước mắt là giúp cô chú có cái nền nhà trước ha. Rồi xong cái hy vọng là cô bác gửi thêm tiền để mua cái vỏ với cái máy. Thì cái vỏ hôm trước mua cái loại nhỏ là 2.400.000, giống như cái xuồng vậy đó. Còn cái máy là cái máy Honda của Nhật á thì khoảng hơn 6.000.000 hoặc hơn 6.000.000 một chút. Thì hôm trước cũng có hỏi rồi, nếu mà mua cái vỏ chạy nó bự một tí xíu á thì khoảng cỡ 6-7 triệu nữa, cũng khoảng tầm 12-13 triệu để giúp đỡ chú.
Thì cũng hy vọng là cô bác Mạnh Thường Quân có thương gia đình, giúp đỡ gia đình ha. Rồi gia đình cũng cố gắng, giờ nhà cửa ổn định rồi, cũng mình cố gắng làm ăn ha, để cuộc sống mình nó khá hơn. Cũng tới đây thăm hỏi cô chú, con chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi hy vọng sau này có tới đây thăm gia đình á, lúc làm nhà nền nhà này kia lại đó, thì cuộc sống sẽ đỡ hơn. Thì con xin phép về luôn cô chú ơi. Chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cái vùng này người ta đi bỏ xứ hết hả cô? Có hai chồng tôi đó. Vậy là còn hai vợ chồng là ở trên cái đảo này đó ha. Ở đây giống như là trấn giữ biên cương vậy đó. Ở đây thưa cô bác thì cái cuộc sống ở đây nó cũng còn rất là khó khăn, lộ xá không có, mà đây vùng sâu vùng xa, xe chạy cũng không được, nên nhiều người ta đã bỏ nhà đi hết rồi, đi làm ăn xa. Đây chỉ có gia đình này với một hai hộ nè ở trong cái khu vực này thôi, nhìn thấy rất là tội. Thì ở đây cái nhà đã được lợp xong rồi, dừng vách rồi lợp thêm cái trái nữa, nhưng mà cái khó khăn cái là ở đây chưa có cái nền nhà, thì Thiện mới quyết định dùng cái số tiền của cô bác gửi đó, giúp gia đình làm lại cái nền nhà. Do đất ở đây phèn chua, nó mặn thì nó ảnh hưởng tới cái chân, dễ bị bệnh thấp khớp, cho nên mới quyết định mình làm luôn cái nền nhà cho cô chú. Ở đây khu vực này thì người ta mới có cạp đất lên, đây còn hoang sơ lắm. Đây là giường gần gú trong này. Trong này gần như ngoài đi bắt cá, bắt cua, bắt ốc thì không có làm được nghề gì nữa hết. Ngoài kia thì làm được ruộng, nhưng mà gia đình này thì không có ruộng đất.